Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ cảm ơn nam em trên sóng livestream tiết lộ chuyện quá khứ của hai anh em. Chia sẻ trên livestream của Lê Dương Bảo Lâm nhận được sự quan tâm của mọi người. Mới đây trên livestream của mình, Lê Dương Bảo Lâm đã gửi lời cảm ơn nam em đã tặng quà cho mình. Cụ thể, khi Lê Dương Bảo Lâm đang livestream, nam em đã vào tặng quà cho anh chàng. Lê Dương Bảo Lâm vui vẻ cảm ơn đàn em. Trời ơi, anh Lâm, cảm ơn nam em nha, mãi yêu, lâu quá không gặp nhỏ em, cảm ơn bé. Nãy không có bé nam em là sụm nụ, nam em không cứu là sụp nụ rồi. Cảm ơn một lần nữa, anh Lâm, cảm ơn nam em nha. Bên cạnh đó, trong quá trình livestream, Lê Dương Bảo Lâm cũng chia sẻ lại những kỷ niệm cũ với nam em trong quá trình đi quay cùng nhau. Được biết, Lê Dương Bảo Lâm và nam em từng có nhiều cơ hội hợp tác với nhau. Anh chia sẻ, nam em hồi xưa đi quay này nọ là Lâm cứu nam em ấy, mọi người hỏi nam em đi. Mỗi khi đi quay, bị sụm nụ là Lâm cứu nam em, Lâm gọi là vớt nam em, vớt diễn, khi mà diễn bị đuối là Lâm vớt. Còn bây giờ, nam em vớt lại Lâm, ôi cái này phải gọi là quả ngọt. Trước đây, khi tham gia một chương trình truyền hình, nam em đã vô tình vạ miệng chê vợ của Lê Dương Bảo Lâm. Nam em từng chê vợ của Lê Dương Bảo Lâm là Quỳnh Quỳnh, ăn mặc lộn thộm. Trước lời chê bai của nam em, Lê Dương Bảo Lâm đã phản bác. Em ơi, cái đó là đơn giản, người ta vì chồng, vì con, buông gánh, bán bưng. Sau khi nghe Lê Dương Bảo Lâm nói vậy, nam em đã trả lời rằng chính Quỳnh Quỳnh vì chồng con nên mới không lo cho bản thân. Lê Dương Bảo Lâm nói tiếp, cái đơn giản với lộn thộm nó khác. Lượm thụm là chỉ người tóc tai bù xù, quần áo rách, còn vợ của tôi thơm, chỉ là bộ đồ hơi cũ thôi. Tôi có mua đồ mới nhưng vợ không chịu mặc.